thấy được nàng, xì hồ axit xô nàng xuống luôn. Hôm nay thì mình đang ở rừng Tràm Trà Sư chèo thuyền. Ở đây bè ba lá nhiều ghê trời. Nhớ ngày xưa cũng nuôi cá nhà em, muốn nuôi cá vậy nè, không bỏ cái này vô nè, nó mọc cho tùm luôn. Ở đây thì có thịt chim nè, thịt cò nè, rồi măng nè, hạt măng, bút măng, sánh măng, rồi củ măng nè, ơi cái gì sen, nói sen măng đó. Ở đây mọi người thấy một đám này nè, rộng ghê chưa, toàn là cây bèo ba lá không nè. Cái chỗ này nó mọc là do cái cây này nó thường thường nó mọc là cái cây này nè. Đi chụp ảnh đi. Bây giờ hiện tại là 1 giờ chiều, trời đầy, gọi là hôm nay là giờ trời đầy. Đang đi vô trong khu gì rừng Trà Sư. Hôm nay để thử chèo. Xung quanh đây là rất là nhiều gốc bình nè, bèo ba lá nè, rồi sen nè. Cái này phải ngồi như vậy chèo mới đúng bài đó nè. Ôi trời nhẹ nước. Cái này sao chị không lấy cái cây trống á? Dạ không, ở trên mấy anh chú rồi đâu bơ chèo vậy không anh? Đây có cây trống không? À, trống thì thường là nặng quá mấy trống á. Phải bơ ra vậy nè. Chỗ này là đất hay sao mà có cỏ ta, hay là nên nó gì? Đất. Không phải đất. Nó kiểu như nó bùn đồ, nó dính nặng của đó. Dạ, cái bùn á anh. À, chống được đấy. Chống được à. Hả? Chỗ nào nó hơi sâu á mình chống mạnh nó hơi lúng. Chống mày chống được này nữa. Chống cái này rất địch phía đó rồi nữa thì coi rứa bà cười. Có chỗ á chống dầm á nó lúng lúc dưới. Đó. Chống nhưng mà kiểu như một người chống thôi chứ hai người chống thì bên này chạy coi.